hai cái trạm xe buýt này. Chỗ khung cảnh này mình gặp cổ ngày đầu tiên. Quá nhiều kỷ niệm đẹp. Ủa, nhớ rõ ràng là cái găng băng đá này ta làm bằng đá rất là bằng phẳng. Sao bữa nay nó hơi cộm cộm vậy ta? Thoại mắc tiền cái gì lại nằm trên băng đá của ai? Của ai để quên? Ê, mình là người tốt, không có nên tham lam. Nếu người chủ điện thoại này giàu thì móc cái điện thoại, nó đâu nhầm nhò gì mà để đây, đủ cái kẻ xấu nó lấy thì sao? Không được, mất cái điện thoại không quan trọng, quan trọng là những cái số điện thoại nằm trong danh bạ. Thôi bây giờ mình lấy cái điện thoại, trả cái sim này cho người ta. Năm phước. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Làm sao câu cho khá khá về cho má nấu canh chua. Ô, 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 kìa con cua, đừng la lăng nó chui xuống hàng, đừng la lăng nó chui xuống hàng, đừng la lăng. Chào anh. Hả? Câu cá hả? À, không, bữa nay đi đâu ạ? Làm gì? Tôi tới đây để tập tập yoga. Yoga? Ừ. Rồi đồ nghề đâu? Sao không có gì hết trơn vậy? Sao tập yoga được? Tôi quên. Để tôi về nhà lấy. Khoan đã. Lại đi biểu. Mặt anh rất là gian. Tại sao? Anh làm cái gì? Tại sao? Tại sao điện thoại reng mà không bắt máy? Trời ơi, là hết hồn rồi. Không phải, tôi reng hồi nào? Anh còn chối nữa hả? Rõ ràng cái lỗ tai tôi nghe được cái tiếng âm thanh nó phát ra từ cái chỗ này của anh nè. Tức là cái điện thoại anh để trong cái quần của anh là. Tại sao anh không móc điện thoại ra nghe điện thoại chứ? Điện thoại mới mua, cho nên tôi chưa quen cái tiếng chuông. Tôi để nó rung, tôi không biết. Nghe điện thoại đi. Alo. Không ai trả lời hết phải không? Không ai nói chuyện với anh hết phải không? Sao kỳ vậy ta? Kỳ cái gì? Anh mới bấm cái nút bị tắt cái tiếng thôi. Còn cái rung nó vẫn rung mà bật cái tay nè. Mà cầm điện thoại ngược nữa làm sao mà nghe được chứ? Ủa, có biết xài điện thoại không vậy? Không có. Mới, chưa có quen. Sao không nghe điện thoại đi anh? Quên cái mã số. Mã số có gì trời, cầm cái tâm tôi ghét quá trời, dục dùng cái đi. Đâm lũng mắt tôi bây giờ. Cái điện thoại này là khi người ta gọi tới đâu cần mã số gì đâu. Quẹt cái là nghe được đó hay chưa, đâu cần bắt quần gì đâu. Nghe đi. Trời ơi. Alo. Anh em là Vi Kitty của anh đây. Ủa? Anh đang ở đâu? Anh mặc đồ màu gì? Kitty gì? Tôi qua ai là Kitty đâu? Hả? Anh mặc đồ màu gì? Không. Tôi đang mặc quần sọt giáo đỏ. Gì vậy? Tả y chang tôi vậy cho nội. Ổng đang mặc quần đen, áo sơ mi bông. Đàn ông mặc áo bông đó, tôi nghi lắm nha cô hay anh gì đó ơi. Alo. Ôi dồi ôi. Này, đứng ở ngay đấy mà lại còn giả vờ làm tốn tiền điện thoại của em. Anh ơi,
Anh mẫu của em, hãy đến với em đi anh. Hãy đến với em đêm nay. Ôi, đứng lại, đứng lại. Hãy đến với sao thế anh? Tôi đâu quen cô đâu mà sao kêu đến với tôi với cô là sao? Anh thật giả vờ. Em với chúng mình là mới gặp nhau trên mạng chat thôi, như lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng mà anh cũng thừa biết tình cảm chúng mình đã nồng thắm lắm rồi, đã bốc lên ngùn ngụt ở trên mạng rồi còn giả vờ. Hả? Hai người quen nhau trên mạng hả? Rồi bây giờ gặp ngoài đời vậy thì thấy ảnh ở ngoài đời với cho trên mạng làm sao? Khác nhau sao? Khác nhiều. Anh ý trên mạng nói chuyện hơi trẻ con, ở ngoài thì trông hơi già dặn. Nhưng mà chính cái sự mà đối nghịch mà ngược ngạo ấy, nó tạo nên một cái sức hút. Sức hút mà hút mãnh liệt em. Hút em đi anh, hút luôn đi. Chúc mừng cô nha. Như vậy là toại nguyện rồi phải không? Gặp ảnh là toại nguyện rồi phải không? Trời ơi anh ơi, tôi biết rồi, hồi nãy anh cứ chần chừ không dám nghe điện thoại là bởi vì anh sợ gặp ngoài đời là cô xấu rồi anh bị hụt hẫng phải không? Này, chúc mừng nha, bây giờ cô xấu thiệt rồi đó, chúc mừng. Này, đúng anh quả. Kia anh kia đi ra câu cá đi, đứng ở đây xỉa sói cái gì đấy. Ê, nói nghe nè cô, chẳng những cô xấu mà cô còn bị đuôi nữa à? Cô nghĩ làm sao tôi vậy mà kêu bằng anh là sao hả? Thế anh là cái gì? Tôi là người phụ nữ đi câu cá. Hả? Phụ nữ đây hả? Phụ nữ sao lại đi câu cá? Ủa mắc cười quá à. Phụ nữ câu cá thì cũng bình thường như là đàn ông đi làm móng vậy. Mắc cười không? Mỗi người có một sở thích riêng, một cái thú vui riêng, một thú vui tao nhã riêng. Mắc mớ gì cô nói, chẳng hạn như ảnh là đàn ông mà mặc áo bông nè, tôi có nói ảnh bóng đâu. Mắc cười không? À, cô không nói gì cô, không đụng chạm cô nha. Tôi bóng rồi. Ý tôi nói là tôi phân tích cho mỗi người là có một sở thích, cô hiểu không? Thôi bây giờ thì tôi anh à quên nhầm. Chị ra một bên cho em tỏ tình với anh ấy cái. Thôi. Anh ơi, anh sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Cô à, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ quen cô mà chưa nói chuyện với cô lần nào hết trơn á trời á. Thế là thế nào? Điện thoại chả bắt như thế rồi còn đấy. Đừng nói là bây giờ lại giở trò giả dối nhá. Giở trò mà chốt lưỡi đầu môi. Ôi anh ơi, chốt lưỡi đầu môi. Đừng chốt lưỡi đầu môi. Anh ơi, anh làm ơn nhận bạn gái của mình đi anh ơi. Chứ bây giờ cô đứng đó, cô hát hoài tôi cũng mệt nữa. Phải bạn gái tôi đâu. Anh giỡn hoài, tôi là cổ xấu thiệt. Nhưng mà phải tôn trọng cái giờ phút mà hai người nói chuyện trên mạng. Thì phải tôn trọng khi gặp nhau ngoài đời. Chứ gặp cổ đó tôi cũng sốc nữa. Nhưng mà nhìn riết thì quen. Ha, anh vô duyên quá, anh đi ra câu cá. À quên. Cái gì vậy trời, tôi không minh giật cô đó cô à. Cứ kêu tôi bằng anh hoài vậy. À tôi chị đi ra cho em nói chuyện với anh ấy cái. Hay mặc dù em rất đẹp, nhưng mà đẹp không được như trí tưởng tượng của anh đúng không? Trong bụng anh to, trí tưởng tượng của anh to lắm. Nhiều khi vẻ đẹp của em không chạm tới. Phải không anh? Phải không anh? Hay nói đi anh. Cô ơi, cô đừng có hát nữa, tôi nhức đầu quá rồi. Tôi nói một lần nữa với cô là tôi chưa bao giờ gặp mặt cô, cái chưa. Ôi, khổ quá nó. Đứng lại. Tôi thấy cái mối quan hệ này kỳ cục lắm thiệt á. Tôi sẽ bỏ cái buổi câu cá ngày hôm nay. Một người cứ khẳng định đây là người yêu của mình, một người cứ khẳng định đây là không hề quen biết, đúng không? Nhưng mà tôi khẳng định đây là bạn gái của anh. Bởi vì sao? Bởi vì cô biết số điện thoại của anh, cô gọi tới máy của anh, và cổ đã nói chuyện với anh. Tôi suy ra anh là bạn trai của cổ, đúng không? Dạ. Ơi, tôi nói là không phải. Không cái gì anh ơi, nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đã yêu rồi. Còn anh nói anh đã không yêu em là thật ra ơi, anh ơi, đã rất yêu. Hát nữa. Trời ơi, nó nghe nè, sao xấu mà còn hát dở vậy, sao bất hạnh quá vậy? Thôi không nói chuyện với anh. À chị, anh ơi. Nào, hãy đến với em đêm nay. Thôi, trời ơi, vợ tôi thấy là chết. Làm ơn hẹn hò đại đi, mệt quá. Đi. Cô à, tôi nói thiệt. Dạ. Cái điện thoại nãy cô gọi đó, không phải điện thoại của tôi. Hả? Điện thoại là tôi lượm được. Thế à? Phiền quá. Thôi bây giờ vậy nè. Đâu? Thôi tôi trả lời cho cô nè. Một lát á, người quen cô gọi cho cô là xong chuyện nha. Thôi không. Thế à? Tự nhiên trả lại cho mình hả? Bye bye. Ủa, cô ơi cô. Cô ơi cô, sao đây vậy cô? Cô à cô. Anh quá
vậy hả? Người ta dù sao cũng là bạn gái của anh nghĩ làm sao mà anh đuổi người ta về với anh hả? Anh có phải là con người nữa không? Anh có phải là đàn ông không? Gặp tôi như vậy là tôi sẽ quánh anh tơi bời. Anh nghĩ sao mà hẹn hò với người ta mà giờ đuổi người ta đi là sao? Đủ rồi nha. Mà nãy giờ cô nói không mà tôi không để tôi nói gì hết trơn. Tôi nói cho cô biết, cô đó không phải là bạn gái của tôi. À, cô là vợ anh hả? Không phải. Chứ sao không phải? Là sao? Bây giờ tôi cũng nói thiệt cho cô biết. Bữa nay anh ra đây để làm gì? Tôi ra đây để hẹn với cổ. Không, tôi hẹn với vợ tôi để hai vợ chồng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa, cái khung cảnh ngày xưa, ngày đầu gặp gỡ, được chưa? Ủa, nhưng mà anh Đức. Ôi trời ơi em. Anh Đức. Tới là hay quá. Em tới rồi nè. Hôm nay em tới với anh em nói với anh một chuyện. Em nói đi. Chuyện gì? Chúng mình ly dị đi. Cái gì kỳ cục vậy? Tôi tự nhiên mình đang hạnh phúc mà sao ly dị? Hạnh phúc thì đã bấy lâu nay anh lừa dối em. Ngày xưa anh hứa với em cái gì? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ cho anh ăn mỡ suốt cuộc đời. Cái gì? Bây giờ tới giờ này anh ăn mỡ nhiều quá, anh ngán rồi đúng không? Ngán. Đúng không? Ngán chị ơi, nếu như em là anh em cũng ngán nữa. Với lại bác sĩ người ta nói là ăn quá nhiều mỡ sẽ bị cholesterol, sẽ bị chết sớm, thấy chưa? Hậu quả rõ ràng, bây giờ bệnh nặng lắm rồi, ăn mỡ nhiều quá cơ sể trơn chị ạ. Trời ơi em, cô đâu ra cô nói bậy bạ lên mặt chồng tôi vậy hả? Im đi. Em chỉ làm chứng thôi. Làm chứng cái gì? Anh, tại sao lại đối xử với em như vậy hả anh Đức? Anh làm cái gì mà em... Em gọi điện vô điện thoại của anh, một con nào bắt máy. Hả? Con nhỏ đó, giọng nó thánh thoát hơn em. Trời ơi, em tưởng tượng ra là khuôn mặt nó đẹp lắm. Nó đẹp sẽ đạn người hơn em, nó ốm hơn em. Bây giờ anh chán mỡ, anh thèm xương rồi đúng không? Em đi chết, em đi chết. Trời ơi, chết rồi. Tôi không ngờ anh là con người như vậy. Anh là cái thứ mà bắt cá hai tay. Tôi nể anh lắm anh ơi. Anh ơi, anh làm sao vậy hả? Vợ anh nghĩ làm sao cái tay của anh bự cỡ nào mà anh bắt một con cá mập như vậy rồi. Mà anh vẫn còn một cái tay. Ai nói bạn tôi cá mập? Hả? Ai nói bạn tôi cá mập? Anh nói là chị là cá mập. Anh nó chán cá mập lắm rồi, cho nên là anh muốn bắt một con cá sấu khác. Đức, anh không có nói, tôi nói nào? Anh không nói, nhưng mà ánh mắt của anh nhìn vô nó là vợ tôi là một con cá rất mập. Cho nên tôi nói giùm anh, thay lời muốn nói cho anh biết không? Anh là cái người rất là tàn nhẫn. Chị ơi, em cũng thấy hồi nãy nha, ảnh ra đây nè. Ảnh hẹn hò với một cô gái khác đẹp lắm, xấu hơn chị. Nhưng mà body không có ẩu bằng chị. Hả? Rất là thon, nhưng mà mặt rất là xấu. Hai người hẹn hò với nhau, rồi ảnh sợ là chị ra đây chị phát hiện ra chuyện đó, cho nên là ảnh nó kêu cô gái đi chỗ khác rồi. Trời ơi. Em ơi, không có gì đâu. Đừng có nghe cô nói vậy. Anh đỡ không nổi đâu, đừng có đỡ. Để chỉ tôi nghe mà tôi xỉn đi. Tôi nghe mà tôi xỉn đi. Đứng lại coi làm quá hả? Tại chị đồ sộ quá đó. Trời đất ơi, bây giờ anh còn chối nữa không? Có người làm chứng, anh còn chối nữa. Cô thể giúp tôi một chuyện được chứ? Chuyện gì? Cô thể cho tôi mượn điện thoại, gọi một cú điện thoại gấp. Rồi cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả cái phí thuê bao đó cho. Thế thì mượn để làm gì? Mình mua đi. Mua điện thoại mới mà giá rất rẻ, rẻ như cho. Mua đi. Vợ tôi à, mày lắm. Mỗi lần cứ gọi một cú điện thoại mua cái điện thoại mới thì lỗ lắm. Không có được cô gái à. Thế thì bây giờ đi điện thoại mới đi. Thì giá gốc của nó 7-8 triệu bây giờ bán cho anh rẻ như cho đây, có lấy không? Này lấy đi. Điện thoại. Thoại này cô bán bao nhiêu? 1 triệu. Được chưa? Khuyến mãi luôn cái sim mang về nhà tha hồ gọi. Ok. Cái điện thoại gì mà cô bán 1 triệu hả? Mới như thế mà lại còn bảo điện thoại thế này bán 1 triệu. Ra ngoài cửa hàng là 7-8 triệu đấy. Nào đây, đây. Gọi cho thử chứ. Thử. Cái bị hư cái gì? Cô thử gọi cho tôi coi. Đàn ông mà đa nghi khó chơi lắm. Đây. Gọi này. Đang gọi. Reo chưa? Đã reo. Sao cái đấy lại không có tín hiệu gì nhỉ? Cái này phải rung cơ hả? Nó không rung tự động vậy. Tôi thấy tín hiệu gì đâu. Thế gì là vậy? Thế nào nhỉ? Cô mở 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 cái khóa ra coi. Số mấy? Mã khóa hả? Bấm đi, đây khoảng 4 số, bấm lại. Số mấy? Thích số nào bấm số đấy, 1, 2, 3, 4 đi. 1, 2, 3, 4. Không phải. Thôi thì
3456 đi. 3456 không phải. 7 8 9 10 không phải. Bòi đầm da xì. Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì vậy? Cô đang tập, tôi đánh bài tiếng lên hả? Chết. Giờ là sao? Chết rồi, đã nhầm điện thoại. Nhầm điện thoại. Thôi chết rồi. Đưa đây, đi theo tôi đổi lại điện thoại tôi bán cho anh. Đi. Trời ơi, chị ơi, sao chị mạnh tay với ảnh quá vậy chị? Ảnh thôi thớp rồi nè, thiệt tình. Anh ơi, anh còn thở được không? Trời ơi, con tránh ra. Con nghĩ sao con mà bóp cổ chồng tôi mà con coi được vậy hả? Con kiểm tra hơi thở của ảnh đó mà. Có sao không mình? Trời ơi, chị ơi mạnh. Ơ kìa, cái cô gái trên mạng xuất hiện lại rồi kìa. Đây đây, đây là vợ người ta nè, đây là vợ người ta nè. Trời đất ơi, nó xấu quắc như vậy mà không thèm hả? Hả? Nó có gì hơn tôi? Trời đất ơi, tôi tức quá, tôi tức quá. Em ơi, tỉnh ra. Trời ơi, em ơi, đánh lại tôi, đánh bồi tao. Chị bình tĩnh lại, chị bình tĩnh lại. Không có vấn đề gì cả, chị hiểu không? Không có vấn đề gì mà tôi gọi vô, tôi gọi điện thoại chồng tôi mà cô nghe máy là sao? Hả? Chị là hiểu lầm thôi, hiểu lầm, hiểu lầm. Sập đất gì à? Nè, cô là cái người yêu của anh trên mạng phải không? Rồi bây giờ cái hẹn hò là quay lại đây để hẹn hò với nhau phải không? Này, trả điện thoại đây. Đây là điện thoại của anh. Trả điện thoại kia đây. Ủa, lưu lộn hả? Lưu lộn, điện thoại này của tôi. Điện thoại này của cổ nè. Cái điện thoại này là của tôi. Hả? Cái gì? Cái gì vậy? Ở đâu ra nữa vậy? Anh ơi, chị với anh. Ngày hôm nay 1, 2, 3, 4, 5 5 người có mặt tại đây. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Sự thật về chiếc điện thoại là như thế này. Của tôi. Không hiểu gì cả. Làm sao? Nãy giờ anh kể chưa? Rồi. Cái gì? Kể hồi nào vậy cha? Cha hành động không à? Cha đứng cho múa. Xong cha nói là cha kể rồi, cha kể hồi nào? Thôi được rồi, cô ấy bình tĩnh đi. Tôi sẽ kể đầu đuôi ngọn ngạch cho cô hiểu. Câu chuyện sự thật là như thế này. Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có học thức đàng hoàng. Kệ cha, mắc cười quá à. Thân thế cha thế nào tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết là điện thoại này tại sao của cha thôi. À quên, vô duyên quá. Tôi xin lỗi. Tại tôi có tính đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ vô cái điện thoại luôn nè. Sáng nay khi hoàng hôn vừa ló dạng. Sáng nay mà hoàng hôn vừa dạng. Trời đất ơi. Sáng nay tôi khuya có đây bình minh vừa tắt luôn hay sao? Bình tĩnh, có chuyện gì cô bình tĩnh đi. Sáng nay tôi có hẹn với người yêu trên mạng của tôi tại đây. Lo lụp chụp chờ người yêu quá, tôi vô tình rớt cái điện thoại ở đây. Và tôi cần cái điện thoại để liên lạc với người yêu của tôi. Tôi đi tìm mua chiếc điện thoại, vô tình gặp cô này. Cô này đưa chiếc điện thoại, báo một chiếc điện thoại, nói bán cho tôi với giá rẻ. Nhưng tôi nhìn cái điện thoại nó hơi cũ, tôi thấy đa nghi và có sự lộn xộn gì đó. Tôi đi theo cô gái này tới đây thì trao đổi điện thoại của này. Tôi phát hiện đây chính là cái điện thoại của tôi đánh rơi và anh này đã tham lam nhặt lấy và không trả. Cái điện thoại này chính là của tôi. Thì mọi người đã nhìn thấy rồi đó. Mọi người đã nhìn thấy sự thật nó như thế nào rồi đó. Một diễn giả tương lai. Anh nói chuyện hay lắm. Tuy là nó hơi gút mắt một chút nhưng mà tôi đã hiểu rồi. Tức là anh đến đây và tình cờ phát hiện ra điện thoại của anh làm rớt. Và anh xấu này đã tham lam nhặt lấy mà không trả lại cho anh đúng không? Thật ra... Ê! Đi đâu vậy? Hãy ve về. Hãy ve về đây. Đây có phải là người yêu trên mạng của cô không? Đây người yêu nè. Bây giờ hai người trao đổi với nhau đi. Đó. Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you? Con gái à, cô hãy im lặng đi. Cô cũng đích thực là một người tham lam, nhỏ mọn. Cô đã nhặt được của rơi như vậy mà cô không biết đem trả cho người đánh rơi mà cô đem đi bán với giá rẻ bèo à? Đích thực cô mới là một người tham lam mà thôi. Thôi bây giờ thì được sự thể rõ mười mươi anh là người yêu của em. Không. Không! Tôi không còn yêu em nữa đâu. Trời ơi, nó hát hoài chết rồi. Cô nghĩ sao vậy? Cô đừng có dụ tôi. Bản chất cô là một người tham lam. Không em nào đâu gian thế. Không. Không! Không! Đừng có hát nữa. Xin lỗi cô, tôi đẹp trai nhưng tôi không phải thuộc loại dễ dãi.
Quay đi, thoát khỏi cuộc đời tôi đi. Đi đi. Em đi đây. Bye bye. Trời ơi, tôi biết mà. Quen trên mạng lúc nào cũng tào lao không à. Lúc nào cũng có phương án hai chứ. Không được em này thì phải có em khác. Alo. 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 Alo, nghe. Em hả? Anh đây, em đang ở đâu vậy? Anh đang đứng công viên đợi em nè. Ủa, anh tới rồi hả anh? Anh đã tới trời từ ơi, lâu rồi. Mình quen trên mạng lâu lắm rồi mà hôm nay á mình mới hẹn gặp nhau được đó. Anh đang đúng ở đâu? Rồi. Anh đang đứng đây. Em đang anh đang đứng ngay cái hồ nè. Em đang đứng trước hồ nè. Anh mặc áo màu trắng, quần màu xanh. Còn em mặc đồ gì? Em mặc áo đỏ, quần sọt. Anh có phải là cô gái? Em chính là cô gái và chiếc cần câu ư? Anh đúng là chàng trai và cái chổi à? Chính anh đây. Ngày hôm nay mình đã gặp nhau rồi. Mối tình trên mạng của mình cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi. Trời ơi, cái gì không hiểu gì trời ơi. Cái không gì vậy? Hiểu hả? Ông còn không hiểu hả? Trời đất ơi, thì ra chồng tôi là một người tham lam. Trời ơi, ông mê cái điện thoại đó cái gì hả? Ông lấy của người ta. Trời là trời, tôi xấu hổ, tôi đi chết. Em tôi chết, tôi đập đầu, tôi chết. Em này cũng không đập được. Ông tránh ra, tôi nhảy xuống, tôi chết. Thôi nè. Đây. Em, thật ra anh là người rất là lương thiện, không bao giờ tham lam. Bao nhiêu năm nay ở với em biết tánh anh mà. Yên ký, hỉa tham lam nó bị lóe lên chút xíu hồi nãy thôi. Trời ơi, anh khổ lắm. Bây giờ anh hối hận rồi. Trời ơi, đúng là của rơi là của nợ mà. Bây giờ ông biết là buồn rồi.